师傅。师傅。师傅。师傅。师傅。你是怕我？我说他努力哈。吴京。吴京。师傅。Mở hành lý, lấy giấy bút ra đây. Ta sẽ viết giấy. Từ nay không bao giờ gặp mặt Ngộ Không nữa. Sư phụ. Sư phụ không được viết. Không được viết. Sư phụ ơi, từ đây đi Tây Thiên, đường xa gian nan, không thể để sư huynh về được. Không. Sư phụ, đừng để sư huynh đi. Sư phụ, mài mực đi. Sư phụ, đừng biết, con mà về thì ai trừ yêu quái phò tá sư phụ đi Tây Thiên lấy kinh? Chẳng lẽ bát giới xà tàng lại không trừ yêu được sao? Sư phụ thật là... Tờ giấy này làm bằng. Từ nay trở đi, mi không là đồ đệ của ta nữa. Sư phụ. Không phải là sư phụ bạc tình với ngươi, mà là ngươi một lúc giết chết ba người. Phật tổ trách tội, trời đất cũng không dung. Ta quả là khó giữ mi ở lại. Sư phụ, xin sư phụ nhận một cái vái của đệ tử. Không cần, ta không cần. Sư phụ. Sư phụ. Yeah.